Rồi, vâng, xin kính chào quý anh chị các bạn, tôi tên là Trương Đình Trí, hiện tại tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm và OPS và đang công tác và bảo vệ chuyển dơi. Thì trong buổi chiều hôm nay, tôi đang có mặt tại khu nuôi của anh Tập, thì đang thăm khu nuôi của anh Tập nha. Thì anh Tập hiện tại đang thả giống OPS, vừa rồi anh thả được 500 nha, đang trong tiến trình thương mại giống 30 đồng của Sĩ Phương Huy. Thì hôm nay anh giống được về 8 ngày, thì sau đây em sẽ dựa nhà cũng như xúc tôm lên để quý vị xem, tôm 30 đồng phạm biệt như thế nào nha. Hiện tại anh đang gieo trong ao 600. Đây là anh nè, đây là anh Tập nha. Con giống OPS, hôm nay là 8 ngày nha. 8 ngày tôm lanh đẹp. Tôm lanh, đoạn là dài. Thì anh Tập thả đợt này 600, giống thương mại 30 đồng nha. Để quý anh chị và các bạn có cái nhu cầu sử dụng thuốc hay là đặt giống thì có thể liên hệ số của em nha, 0918023145, em sẽ hỗ trợ qua cho đặt giống quý vị. Xin chào, hẹn quý vị và các bạn trong video tiếp theo.